nguyện xin Giêsu thương thánh hóa ý gia đình của con, nguyện xin Giêsu thương cho chúng con ý được hạnh phúc, với khúc ca nguyện cầu bước lên bàn thờ, nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình duyên. Xin Chúa ý chúc lành bình yên, tình yêu con xin dâng lên Chúa thương ý là tổ ấm, dưới mái tranh êm đềm Chúa chan ân tình, tình yêu phó thác dưới cánh tay Cha hiền. Con xin Chúa xót thương mẹ cha mà kính yêu, sau bao năm gió sương bình yên vui sống tuổi già, nguyện xin Giêsu thương thánh hóa ý gia đình của con, nguyện xin Giêsu thương cho chúng con ý được hạnh phúc, với khúc ca xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình duyên. Tình yêu trong hôn nhân xin Chúa ý chúc lành bình yên, tình yêu con xin dâng lên Chúa thương ý là tổ ấm, dưới mái tranh êm đềm Chúa chan ân tình, tình yêu phó thác dưới cánh tay Cha. Bài số 11, cử hành lễ cưới. Chào mừng các bạn đến với loạt bài chuẩn bị hôn nhân. Chúc mừng các bạn là những người đang yêu và được yêu. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiến trình hôn nhân với 4 bài: sống thời kỳ đính hôn, cử hành hôn phối, sống đời hôn nhân, hòa hợp và xung đột trong gia đình. Lời Chúa, Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chung đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàn hơn, còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Hôn nhân luôn có yếu tố xã hội từ xưa đến nay. Người Việt có rất nhiều nghi lễ liên quan tới hôn nhân. Nghi thức của giáo hội rất trang trọng và rất đáng ái mộ. Tiếc là ngày nay, nhiều bạn trẻ lại chỉ chú trọng đến những điểm phù phiếm bên ngoài, mà quên mất phần cốt yếu. Cai Dao Tục Ngữ Việt Nam cũng đề cập vấn đề này. Amen, lạy Đức Chúa Trời, xin cho bên đạo bên đời lấy nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm sau: điều kiện, cử hành lễ cưới, các hình thức, thánh lễ hôn phối, hôn nhân ngoài công giáo. Thứ nhất, điều kiện. Để thành sự, hôn nhân công giáo cần 4 yếu tố sau. Thứ nhất, đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Bí tích thanh tẩy là cửa ngõ bước vào giáo hội. Bí tích thanh tẩy khiến người tín hữu mang chức linh mục chung, cộng đồng, để cử hành bí tích hôn phối mà họ là thừa tác viên. Thứ hai, có tự do. Thẩm vấn về tự do trước khi giao kết. Thứ ba, công khai.
giữa cộng đoàn dân Chúa và họ hàng đôi bên. Trong giáo hội, giáo sĩ là thông thường hay giáo dân bất thường chứng hôn theo giáo luật. Thứ hai, các hình thức. Theo giáo luật, có 3 hình thức cử hành hôn lễ. Thông thường, phải cử hành trước một đấng bản quyền địa phương hay cha sở, linh mục hay phó tế, đã được một trong hai vị trên, tức đấng bản quyền địa phương hay cha sở ủy quyền cho, và trước mặt hai nhân chứng như ta vẫn thường thấy. Đặc biệt, giáo dân chứng hôn với phép của giám mục. Ngoại thường, cử hành hôn nhân cách kín đáo. Thứ ba, thánh lễ hôn phối. Rất đặc biệt và trang trọng, ra hôn phối 3 lần, đón chào đôi bạn, không có kinh thương xót. Các bài đọc phong phú được tự do chọn lựa. Các nghi lễ thẩm vấn về tự do, trao đổi lời thề hứa, làm phép và trao nhẫn cưới, lời cầu chúc đặc biệt cho gia đình mới, lễ riêng mà đôi bạn được xướng tên để cộng đoàn cầu nguyện, ký sổ để hoàn tất. Hôn phối là bí tích của đức tin. Đây là một tiến trình dài hơi trong đời sống cụ thể hàng ngày và là bí tích cho thế giới. Thứ tư, hôn nhân ngoài công giáo. Ngày càng có nhiều hôn nhân giữa các Kitô hữu. Tất cả Kitô hữu đều tin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tín hữu tin lành, chính thống giáo và công giáo có cùng chung nhiều niềm tin chính. Thiên Chúa ba ngôi, cội nguồn của mọi sự, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nhập thể, Con Thiên Chúa xuống thế làm người bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần. Kinh Thánh, lời Chúa đã được linh hứng bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần. Tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam dưới 8% và ngày càng có cơ hội tìm hiểu nhau rộng lớn hơn. Cha mẹ Công giáo chỉ được khuyên con chứ không có quyền cấm cản hôn nhân khác nào. Giáo hội thường yêu cầu bên không Công giáo phải cam kết để cho phía Công giáo tự do tuân giữ và giáo dục con cái theo đức tin Công giáo. Con xin Chúa xót thương vợ chồng con mà Ngài kết duyên, ơn nói gương thánh giá cùng nhau xây đắp gia đình. Xin Giêsu thương thánh hóa ý gia đình của con. Nguyện xin Giêsu thương cho chúng con ý được hạnh phúc. Tôi khúc ca nguyện cầu bước lên bàn thờ. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình duyên. Tình yêu trong hôn nhân xin Chúa ý chúc lành bình yên, tình yêu
con xin dâng lên Chúa thương ý a là tôi.